Em có mua mực, mua giấy, mua các cái thứ phục vụ để in, chỉ có mỗi cái máy in là không có hóa đơn đúng không? Bảng kê vô vào hàng hóa dịch vụ vào không có hóa đơn, không được làm. Mà cái bảng kê đã chỉ được dùng cho những cái mặt hàng mà của người nông dân rồi ngư dân, người ta trực tiếp sản xuất ra cái nông sản rồi ngư sản ấy, cái sản phẩm nông nghiệp ấy, À, thế không thì phải em là đưa vào thì mới được tính vào chi phí hợp lý. Nếu mà đọc có tính mày. em có mua mực, mua giấy, mua các cái thứ phục vụ để in, chỉ có mỗi cái máy in là không có hóa đơn đúng không? Thì em có đưa vào thì sau đó em sẽ loại ra, phải loại chi phí đấy ra đấy. Còn cái mực, cái giấy đấy thì mình vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Chỉ có điều cái máy in của em á, đáng lẽ ra em phải mua của đơn vị bên ngoài ấy, của đơn vị mà người ta xuất được hóa đơn ấy thì được. Chứ còn em mua của cá nhân, bởi vì cái máy in nó không phải là trực tiếp của cái cá nhân đấy người ta sản xuất ra, thành ra không được làm bảng kê mẫu 01 đâu. Bảng kê mua vào hàng hóa dịch vụ vào không có hóa đơn, không được làm. Mà cái bảng kê đấy chỉ được dùng cho những cái mặt hàng mà của người nông dân rồi ngư dân, mà người ta trực tiếp sản xuất ra cái nông sản rồi ngư sản ấy, cái sản phẩm nông nghiệp ấy, À, thế thì không phải em đưa là vào thì mới được tính vào chi phí hợp lý. giống như mình mua đồ cũ của người ta về thì lại không được ghi nhận vào Đúng chi rồi, đúng rồi em ạ. Đồ cũ mà của người ta mà không không có hóa đơn cũng không được tính vào chi phí đâu. Mình có đưa vào thì mình sẽ phải loại, tự loại ra. Mà không loại ra thì sau này phí. thuế sẽ loại ra. Mình đóng thuế thu nhập cá nhân cho người ta không được à? Đóng thuế thu nhập cá nhân á, tội gì mà đi mua có mấy cái tí hóa đơn mấy kia mà đóng thuế thu nhập cá nhân. Cái thuế thu nhập cá nhân này là một kiểu khác. Ví dụ như em thuê thì được nhá, em thuê tài sản của người ta thì được. Hiểu chưa? Em đi thuê tài sản xong ấy có những cái chi phí liên quan thì em mua đưa vào được, nhưng còn mua hẳn ấy, mua hẳn là phải có hóa đơn. Nếu không, nguyên tắc là cái cá nhân đấy phải lên thuế để mua hóa đơn xong rồi về xuất cho em. Thì khi lên thuế thì đóng thuế thu nhập cá nhân này nọ các thứ ở trên thuế ấy, thì cũng không phải trường hợp nào cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân đâu. Thuế thu nhập cá nhân là một kiểu, một việc. Còn cái chi phí để mình tính chi phí hợp lý lại là kiểu khác. Ờ, em tưởng là giống như là bây giờ hình thế nó đâu có bán cái hóa đơn đâu, Cái tại đấy nó ví dụ, nhỏ quá. vâng, đấy là ví dụ như trước đây ấy, là thế. Ờ. Ừ, chứ còn bây giờ em mua là em có đưa vào cũng không được tính. Nhưng mà em mua bao nhiêu tiền? Không, cũng ít tiền, cũng chỉ có 4 triệu. Theo chị, cái trường hợp này em làm thuê tài sản đi, để cho mình được tính vào chi phí hợp lý. Mình làm cái hợp đồng kiểu mình khi nào mình có cái thuê cái máy in này, mình không mua hẳn đi, mình mượn, mình phát sinh thuế ấy.